Hello, lại chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Khám Phá nha. Ở chỗ phần giới thiệu đây là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một con xe đồ giá 101 nhé. Và anh em nào có thể thích thì có thể alo trực tiếp cho mình và mình sẽ giới thiệu cho mọi người cùng đi nhé. Quay đầu nha, nhưng mà đường thì rất là trơn luôn, không lên được luôn. Mất tài phải xuống tận dưới đây để lấy đà lên nha. Không lên được luôn. Giờ là sẽ kéo tời để rơi đầu nữa. Bật khóa bi sai cả bốn máy luôn mà vẫn không lên được nha. Quá bị sai bốn bánh luôn nha. Đó, quá bị sai bốn bánh luôn mà vẫn không hề lên được. Đường thì rất là phức tạp luôn. Giờ là sẽ kéo cáp rồi từ đầu lên nha. Đang đi lên nha. Cái đường rất là cua đi.
Đường lầy quá nhé. Lùi lại nha. Tài khóa V-Side cả 4 bánh luôn mà rất là khỏe luôn. Đây mình sẽ cho một người cùng được xem nhé. Đó, đây là đường mình đi nhá, rất là lầy lội luôn. Đây ở chỗ trước mặt mọi người đang thấy mình cắm hai cái cây keo đây nhá, là có sạt lở một ít ở đây nhá, nên là bị có vết nứt ở đây và mình sẽ đánh con xe lùi đi trên này một xíu nhá. Xe bốc hàng từ đây và phải xuống dưới kia bốc lại một ít nữa nhé. Giờ là xe là chắc cũng sẽ mắc lầy như cũ luôn. Xe phải đánh lùi lại để cho không bị mắc lầy nữa. Xe chở nặng thế này thì lùi lại thì rất là ok nha. Còn nếu mà chở ít thì rất là khó. Thank you.
thôi chở kem cu mà, chở kem cu à, thôi chở kem cu này nè, thôi sao rồi la. Rất là khó khăn nhé. Trở lực thì hơi nặng nên là lúc mình đi thì mới quay được tay lái nhé. Còn lúc mình lùi là lúc mình đứng yên là không quay được nha. Không được nha, và bác lầy rất là khổ rồi, chắc phải tời thôi nha, tời cho nó nhanh thôi, tại vì làm thế này thì cứ làm là nó cũng mệt rồi. Mới kéo cáp xong nha và quyết định thời lại cho nó này. Đụng chúng một cục đá khá là lớn rơi xuống đường rồi nha. Mula. Đó, rất là phải lần đường đây thì rất là hẹp nha. Đường rất là hẹp và mình sẽ phủ lan cục đá đây nhé.